Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thanh Hóa, các khu điểm du lịch thu hút khách. Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung, điểm tham quan dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, điểm tham quan lịch sử tiêu biểu của xứ Thanh. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết các khu điểm du lịch trên địa bàn Thanh Hóa thu hút rất nhiều nhân dân và du khách. Các khu điểm du lịch có các dịch vụ vui chơi giải trí, lượng khách càng lớn hơn. Theo thống kê nhanh của Flamingo Ibiza Hải Tiến City, huyện Hoàng Hóa, hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ mỗi ngày tổ hợp đón từ 6 đến 8 nghìn lượt khách, gồm cả khách lưu trú và sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí. Riêng dịch vụ lưu trú đạt 100% công suất phòng, các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí hoạt động tối đa công suất. Không nằm ngoài dự đoán, khu du lịch sinh thái Pù Luông, huyện Bá Thước, những ngày qua cũng là điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với du khách. Thông tin từ các khu nghỉ dưỡng tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, công suất phòng, dịch vụ ăn uống đạt 90-100%. Ngoài nghỉ dưỡng thì thời tiết khá thuận lợi, phù hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, dịch vụ trekking, khám phá thiên nhiên, hoạt động tập thể, team building. 3 năm trở lại đây, vào các kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến các khu điểm du lịch của Thanh Hóa luôn xếp trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương, các doanh nghiệp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn văn minh trong đón tiếp và phục vụ khách, không tăng giá dịch vụ, nghiêm cấm các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Thanh Hóa, từ đó góp phần xây dựng một môi trường du lịch an toàn hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung lần thứ 29 đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm hội chợ quảng cáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đây là một điểm đến trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung trưng bày 226 tác phẩm của 188 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và cộng tác viên của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương thuộc 6 tỉnh Bắc miền Trung. Đây là các tác phẩm mới và tiêu biểu nhất của các nghệ sĩ trong vòng một năm qua. Các tác phẩm phản ánh các giá trị văn hóa truyền thống, những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của quê hương đất nước, tạo nên ấn tượng sâu sắc đối với khách tham quan. Triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung lần thứ 29 được tổ chức đúng dịp mùng 2 tháng 9, góp phần mang đến cho nhân dân một hoạt động văn hóa bổ ích. Đồng thời, đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh đẹp của vùng đất con người Thanh Hóa tới bạn bè trong nước và ngoài nước. Du khách đến Hạ Long dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay đã được trải nghiệm ngắm vịnh Hạ Long từ khinh khí cầu. Trong khi đó, các bãi tắm tại thành phố Hạ Long cũng ken kín người tới vui chơi. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày đầu tiên của Quốc khánh mùng 2 tháng 9, địa phương này đã đón khoảng 300.000 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023. Thành phố Hạ Long vẫn là tâm điểm của du lịch trong dịp nghỉ lễ này, khi các điểm vui chơi luôn đông nghịt người. Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, lượng khách lưu trú trong 2 ngày 31 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 ước đạt khoảng 110.000 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 652 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, nhiều sự kiện giải trí được tổ chức tại thành phố Hạ Long trong dịp này cũng thu hút đông đảo khách tới trải nghiệm. Điển hình như lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại thành phố Hạ Long trong thời gian 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hồng Hải và quảng trường San Caniva, khu du lịch bãi cháy với 20 khinh khí cầu nhiều màu sắc, kích thước khác nhau. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đa dạng như bay trèo khinh khí cầu, tham quan bên trong khinh khí cầu, đêm hoa đăng khinh khí cầu trang trí mặt đất và bay biểu diễn dù bay có động cơ. Ngoài ra, du khách đến Hạ Long, Quảng Ninh dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 còn có cơ hội được thưởng thức, mua sắm những sản vật trứ danh của nhiều địa phương trên cả nước, hội tụ tại hội chợ OCOP. Chỉ trong 3 ngày mở cửa, hội chợ đã có trên 22.000 lượt khách tham quan, mua sắm, doanh thu đạt trên 5,7 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đi du lịch trong 8 tháng năm 2024 tăng đột biến, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2023, mang lại doanh thu lớn cho tỉnh này. Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình cho biết, lượng khách quốc tế đến Ninh Bình du lịch tăng đột biến trong 8 tháng qua, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, 8 tháng, địa phương này đã đón gần 828.000 lượt khách quốc tế. Trong các đoàn khách quốc tế đến Ninh Bình 8 tháng qua, đáng chú ý là đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ đến Ninh Bình tham quan từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Dự kiến có tổng cộng hơn 3.800 người của đoàn khách này đến với Ninh Bình. Cũng theo Cục Thống kê Ninh Bình, 8 tháng qua, ngành du lịch địa phương đã đón gần 6,9 triệu lượt khách, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2023.
trong đó khách trong nước hơn 6 triệu lượt, khách quốc tế gần 828.000 lượt. Doanh thu ngành du lịch đạt hơn 6.758 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, ngành du lịch Ninh Bình nhiều khả năng sẽ về đích sớm, khi mục tiêu trong năm 2024 là đón 7,5 triệu lượt khách. Trong đó khách trong nước là 6,6 triệu lượt, khách quốc tế là 900.000 lượt, doanh thu ước đạt 8.250 tỷ đồng. Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng kết hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao ra mắt ca khúc MV Nắng Gió Gọi Người Về, với mong muốn quảng bá hình ảnh Hòa Vang, góp phần thúc đẩy du lịch kinh tế phát triển. Với mong muốn quảng bá hình ảnh Hòa Vang, góp phần thúc đẩy du lịch kinh tế phát triển, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao kết hợp cùng Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng ra mắt một ca khúc sáng tác dành riêng cho huyện, MV Nắng Gió Gọi Người Về. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nghệ sĩ gạo cội trong dòng nhạc dân gian đương đại và mang đậm hồn quê, thể hiện bởi giọng ca sâu lắng trữ tình của người con xứ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Quang Hào. Qua từng giai điệu ngọt ngào đầy thương nhớ, những hình ảnh quê hương tuyệt đẹp nơi đây, MV Nắng Gió Gọi Người Về mang thông điệp ca ngợi quê hương, con người, thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của huyện Hòa Vang, về truyền thống văn hóa cách mạng trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển của huyện, những tiềm năng và thành tựu mà Hòa Vang đã đạt được trong quá trình hình thành, xây dựng, đổi mới và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, tọa lạc trên khu vực đồi Cánh Tiên, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, công trình đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ có tổng diện tích 15 ha với lối kiến trúc mang đậm nét tâm linh, gồm nhiều hạng mục như tháp chuông, đền thờ chính, nhà bia, hồ bán nguyệt. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ mà còn là điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Nằm trong khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ là điểm đến tâm linh không thể bỏ qua. Ngôi đền không chỉ nổi bật bởi quy mô đồ sộ và sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, mà còn là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc của người dân Thanh Hóa đối với những người mẹ, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự bình yên của quê hương hôm nay. Công trình văn hóa lịch sử đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ được tỉnh Thanh Hóa xây dựng nhân kỷ niệm 45 năm Hàm Rồng chiến thắng với 16 hạng mục theo kiến trúc đền thờ truyền thống. Xung quanh đền được bao bọc bởi hệ thống tường rào bằng đá, các trụ hình búp sen cùng hệ thống các bậc lên xuống. Bên trong đền là nơi đặt điện tưởng niệm được trang trí hoa văn tinh xảo, sơn son thép vàng. Đây được xem là linh hồn của tổng thể kiến trúc ngôi đền. Chính điện có 3 gian thờ, chính giữa là gian thờ Tổ quốc, bên tay phải là gian thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, bên trái là gian thờ các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra, bài trí xung quanh 3 gian thờ chính là 27 ban thờ các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, tương ứng với 27 huyện thị của tỉnh Thanh Hóa. Phía sau đền, nổi bật với tháp tụ linh cao 9 tầng, chiều cao tổng thể của tháp 34,85 m, mặt bằng các tầng hình bát giác, thu nhỏ dần từ dưới lên trên, mang đến vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Đây là một trong những công trình được xây dựng theo hình thức kiến trúc cổ kính, hài hòa với kiến trúc đền chính, có ý nghĩa là nơi hội tụ anh linh các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ và hồn thiêng sông núi. Cùng với đó, tháp tụ linh còn được xem như một thư viện tâm linh để mỗi người con xứ Thanh tìm về với quá khứ hào hùng của dân tộc. Đền thờ tọa lạc trong không gian rộng lớn, thoáng đãng, hướng nhìn về trung tâm thành phố Thanh Hóa. Bên trái là dòng sông Mã, nơi chứng kiến cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân Thanh Hóa trong công cuộc giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, là điểm đến tham quan lịch sử vô cùng ý nghĩa với du khách trong nước và quốc tế trên hành trình du lịch về với xứ Thanh. Những hình ảnh về đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ cũng đã khép lại bản tin du lịch kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.